Hello, xin chào tất cả các bạn học viên thân yêu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học tiếng Anh tại Be English. Và trong video bài giảng ngày hôm nay thì Miss Mi sẽ cùng đồng hành với các bạn để chúng ta đi qua một kiến thức mới về phần Reading Part 1. Thế thì phần Reading Part 1 sẽ gồm những nội dung chính như thế nào? Thì Miss Mi sẽ trình chiếu cho các bạn để các bạn có thể dễ dàng nắm và chúng ta sẽ follow cùng nhau ha. Rồi, phần đầu tiên sẽ là cấu trúc phần Reading Part 1 à, uh, sẽ cung cấp cho các bạn là phần thi Report One sẽ như thế nào để các bạn dễ dàng hình dung và từ cái việc hình dung đó chúng ta bước sang cái phần nội dung tiếp theo luôn đó là chiến thuật làm bài khi mình đã nắm được cái cấu trúc thì mình cần một cái chiến thuật làm bài để giúp mình có những cái cách thức làm sao để đạt được hiệu suất cao nhất cho cái quá trình mình thực hiện phần reading part one và dĩ nhiên phần cuối cùng cũng sẽ là cái phần không thể nào uh, thiếu được đó là phần luyện tập đúng không nào thì luyện tập sẽ giúp cho các bạn vận dụng được những cái kiến thức từ chiến thuật làm bài để các bạn áp dụng vô cái phần luyện tập thì giúp mình có thể nhớ được kiến thức lâu hơn và từ cái phần luyện tập trong buổi học ngày hôm nay mà Miss Mi hướng dẫn cho các bạn thì các bạn sẽ dựa vào phần luyện tập này để các bạn sẽ vận dụng cho những cái bài test những cái bài làm tiếp theo khi mà các bạn là do at home và sau đó sẽ feedback gửi cho Miss Mi để Miss Mi sẽ sửa những cái mistakes những cái lỗi cho các bạn nhé. Ok. Rồi, right, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từng phần ha. Phần đầu tiên là phần cấu trúc phần thi. Vậy đối với cấu trúc phần thi của Report 1 thì sẽ tương tự giống như là à, cái cấu trúc mà Miss Michelle trên màn hình cho các bạn vậy. Là tổng có số câu sẽ gồm có 5 câu và bắt đầu từ câu số 1 đến câu số 5 như thế này. Thế thì đầu tiên á khi mà các bạn thi thì trong cái đề phần cấu trúc phần thi sẽ có Look at the test in each questions look at the test in its question. Là nhìn vào cái test là cái test là cái đoạn như vậy nè mọi người. Đây, cứ năm câu tương ứng với năm test thì cái test này có thể là đoạn trích của một email hoặc là từ một cái note, một cái phần ghi chú nào đó hoặc là từ announcements, một cái phần thông báo nào đó. Được chưa? Thì đoạn test này nó sẽ mang những cái nội dung khác nhau. Vậy thì cái điều mình cần lưu ý ở đây sẽ là what does it say? mỗi cái đoạn test nó nói đến cái điều gì có nghĩa là cái nội dung của đoạn test là gì và nhiệm vụ của mình là phân tích cái nội dung đó và kết hợp với cái đáp án ABC để mình sao mình suy luận ha và mình chọn lọc ra đáp án chính xác nhất thì điều đó có nghĩa là choose the correct answer A, B or C vậy đây là cấu trúc cộng với cả cái nhiệm vụ để bạn thực hiện cái phần thi reading part one luôn để các bạn dễ dàng nắm cái phần thi này sẽ như thế sẽ như thế nào ha rồi sau khi mà mình nắm được cái cấu trúc trước phần thi á, thì mình sẽ đến phần nội dung thứ hai trong buổi học ngày hôm nay cũng sẽ là cái nội dung nòng cốt luôn. Tại vì khi mà mình nắm được cái chiến thuật làm bài rồi, thì mình sẽ cảm thấy rất rất là tự tin để mình có thể đi từng step by step từng bước một để mình phân tích cái đề. Sau khi mình phân tích mình nắm được những cái điểm mà mình cần lưu ý rồi, thì mình rất là dễ dàng để chọn được đáp án. Thế thì các bạn lưu ý là để mà mình ăn trọn điểm phần thi report one thì các bạn cần tuân thủ theo các cái bước dưới đây thì cái bước đầu tiên mình đọc lướt nội dung tổng quan của đoạn test sau đó gạch chân những thông tin nổi bật thế thì các bạn sẽ đọc lướt như thế này ok và các bạn gạch chân làm tương tự như Miss Me Show cái hình ảnh trên màn hình như vậy cho các bạn xem nè à, ví dụ đây là một cái phần uh, trích cái test uh, trong cái đề uh, sách 1 của chúng ta ha Thì các bạn thấy là this week là tuần này Vậy thì tuần này thì cái fitness class sẽ sẽ diễn ra vào lúc mấy giờ đây? Half là một nửa đúng không? An hour là một giờ, một nửa cũng một giờ là 30 phút, là 30 minutes. Ok, vậy thì um, tuần này thì cái fitness class thường những cái danh từ là cái trọng điểm cái, cái cái gọi là cái chính của đoạn test thì mình không cần gọi là dịch cái danh từ hoặc là cái cụm danh từ đó ra để làm cho mình rất là dễ dàng rối trí các bạn cứ để cái cụm từ đó rồi các bạn sẽ đọc lên như vậy đây là một trong những cái tips rất là uh, được uh, hay dùng uh, bởi các bạn thí sinh khi đi thi và thấy cực kỳ hiệu quả và khi mình hướng dẫn các bạn thì thấy nó sẽ giúp cho các bạn cảm thấy nó nó đơn giản nó đơn giản đi khi mà các bạn phân tích vậy đây các bạn chỉ cần underline những cái từ mà nó liên quan tới à thời gian địa điểm rõ ràng ha huh. Rồi nói chung là liên quan tới thời gian nè, liên quan tới địa điểm nè, liên quan tới cái gọi là tiền bạc nè Ví dụ như cái giá cả của cái món pizza đó thì sẽ được giảm giá vào lúc uh, mấy giờ mấy giờ, ngày bao nhiêu đó Đấy, những cái phần đó chúng ta cần lưu tâm với một cái sự được là change, thay đổi Vậy thì uh, tương tự như bên này, các bạn thấy this week là tuần này đúng không? Cái gì thay đổi? Là cái buổi class, cái fitness class sẽ diễn ra nửa tiếng mà earlier là sớm hơn và sớm hơn nửa tiếng vào lúc 6 giờ 30 vậy có phải là mình sẽ hiểu ngầm một điều là người ta kêu sớm hơn 30 phút là vào lúc 6 giờ 30 thì có phải bình thường cái fitness class này nó sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ gọi là 7 pm không nào ok rồi tiếp theo thêm một cái sự thay đổi vào this week tuần này nữa nè on in the sports hall not the gym Đấy, cái quan trọng nhất là cái từ not này nè. Vậy ở đâu các bạn? Địa điểm sẽ là ở, ở cái sports hall, chứ không phải ở the gym. Nhưng next week, à, về tuần này thì có hai cái điểm thay đổi về thời gian, về địa điểm, đều thay đổi hai cái luôn. Nhưng mà tuần tới thì chuyện gì xảy ra? Be back in the gym. Sẽ quay trở lại cái địa điểm như hồi trước giờ đó là ở in the gym. Và thời gian thì sao? Thời gian thì có sớm hơn hay là trễ hơn không? No. Họ không đề cập đến sớm hơn hay là trẻ hơn mà họ chỉ đề cập đến một công cụm từ là at the at the usual time về at the usual time là vào cái thời gian thường lệ về thời gian thường lệ các phải chăng là 7 pm như lúc nãy mình phân tích cho các bạn không chỉ có cái tích quyết là sớm hơn nửa tiếng thôi là 6 giờ 30 thì mình ngầm hiểu à bên đây là tầm 7 giờ rồi sau khi mà các bạn gạch chân những cái nội dung nổi bật rồi đó thì các bạn hãy tổng hợp lại một lần nữa để mình nắm là những cái nội dung nổi bật đó gồm những cái gì để mình có một cái sự bắt xích với nhau vậy ở đây sẽ có gồm có hai cái phần chính đúng không mọi người phần thứ nhất sẽ là this week và phần thứ hai sẽ là next week và this week sẽ gồm có gì đây uh, this week này next week này và this week gồm có uh, hai cái sự thay đổi đúng không cái sự thay đổi thứ nhất là sớm hơn 30 phút vào lúc 6 giờ 30 và sự thay đổi thứ hai uh, thay đổi thứ nhất là về thời gian là sớm hơn 30 phút vào lúc 6 giờ 30 và sự thay đổi thứ hai uh, là là gì về place là về địa điểm đúng không là tại cái sports hall chứ không phải là at the gym nhưng mà next week thì có sự thay đổi không no next week là hầu như là come back lại những cái rất là thường lệ như là thời gian thì vẫn là 7 giờ này ha vẫn như là thường lệ thôi ha rồi địa điểm thì come back quay trở lại cái địa điểm sẽ là uh, in the gym All Right. Rồi, khi mà chúng ta đã nắm được cái sự tổng quan và không có một cái sự nhầm lẫn vào đâu được hết thì mình sẽ bước qua cái phần step two là cái bước thứ hai vậy bước thứ hai á, là mình sẽ đi vào chi tiết hơn Và chi tiết ở đây đó là các bạn sẽ phân tích lần lượt đáp án a b c hồi nãy là mình phân tích cái đoạn test để mình có thể nắm được nội dung chính nội dung nòng cốt rồi phải không thì bây giờ mình chuyển sang cái phía bên phải đó là mình phân tích đáp án a b c và gạch chân những cái dự kiện tương ứng trái ngược hoặc là không liên quan à, các bạn lưu ý ba cái từ rất là ba cái từ được gọi là từ khóa đối với phần reading part one trong cái chiến thuật làm bài đó là có ba đáp án đúng không thì có có những cái đáp án á nó có cái cách diễn đạt là tương ứng hay được gọi là tương đồng với cái nội dung trong đoạn test ha à, rồi có những cái có cái đáp án gọi là nội dung của nó trái ngược luôn và có những cái đáp án trong đoạn test là uh, sorry uh, những cái đáp án trong cái đề á là cái nội dung nó không có liên quan có nghĩa là không hề đề cập đến ở trong đoạn test thì các bạn sẽ phân tích như vậy ví dụ như đáp án a nha chúng ta xem thử là đáp án a cái nội dung thì tương ừ. ứng với đoạn test hay là trái ngược hay là không liên quan alright rồi let's get started bắt đầu thôi học. the fitness class cái lớp học uh, cái 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 fitness class này thì only khi mà người ta đưa cái từ only là chỉ là các bạn cần phải lưu tâm thường những cái mà nó chỉ nó có một cái giới hạn rất là nhỏ chỉ thôi nhưng mà chỉ sao last là kéo dài nha các bạn nó chỉ kéo dài là cái từ last này thường người ta sẽ dụng đến thời gian vậy ý họ muốn nói là cái fitness class thì sẽ chỉ kéo dài half an hour this week vậy bây giờ các bạn thấy half an hour ở đoạn test cũng có hồi nãy chúng ta phân tích là có half an hour đúng không Alright. Vậy thì half an hour có y hệt như là cái đoạn test nhưng mà sau cái half an hour trong đoạn test nó có từ earlier là sớm hơn diễn ra sớm hơn chứ họ không hề nói là kéo dài chỉ kéo dài half an hour là 30 phút thôi đấy thì cái này nó sẽ là tương ứng hay là trái ngược hay là không liên quan có phải trái ngược không mình chọn là trái ngược cũng được đúng không cái nhiều bạn kêu là không liên quan là ở đây người ta đâu có nói là cái thời gian kéo dài đâu nếu các bạn nhìn trực diện như vậy thì nó không liên quan Còn nếu như các bạn thấy có cái điểm gọi là mốt chút ở đây Thì các bạn thấy là nó hoàn toàn trái ngược Ở bên kia là uh, cái thời gian bắt đầu của Phoenix Class là sớm hơn 30 phút Chứ họ không hề uh, nói là sẽ là kéo dài trong vòng chỉ có 30 phút thôi Thì các bạn có thể chọn là trái ngược hoặc là không liên quan Nhưng mà Miss Me sẽ là thiên về cái phần không liên quan luôn Không hề nói thời gian kéo dài Mặc dù có cái từ này xuất hiện nha nhưng mà không hề đề cập đến cái nội dung như vậy, cho nên cái đáp án a là phải cần cân nhắc uh, khả năng là loại trời cao đúng không? <laughs> còn đáp án b thì sao? There won't be thì cái từ there mà đi vào động từ to be thì sẽ là có đúng không? ví dụ có một cái book there is a pen, có nhiều cái book là there are pens right? nhưng mà bây giờ là người ta đưa cái not ở đây là sẽ không có cái physics class, sẽ không có cái class nào vào tuần tới thì các bạn không bác trở lại cùng với Miss Me với cái đoạn test thì tuần tới các bạn có nhớ là gì không vẫn là class diễn ra đúng không chỉ có cái là nó vẫn diễn ra in the, the, gym nó bác nó quay trở lại in the gym và à, cái thời gian sẽ là the usual time thời gian như sự thường lệ và thì vẫn diễn ra mà trong khi đó vẫn bê lại kêu là không hề diễn ra thì cái này thực sự được gọi là trái ngược luôn nè nha OK, còn trên đây có thể gọi là uh, không liên quan, còn đây là trái ngược hoàn toàn. Còn đáp án C thì sao? The fitness class will be somewhere different this week. Và this week thì như thế nào các bạn? Tuần này mà somewhere cái class sẽ sẽ diễn ra somewhere somewhere là một nơi nào đó có phải là đề cập đến cái nơi chốn không? Mà different là một cái nơi khác. Thế có phải là một cái nơi khác là nó bằng cái từ the sports hall? đúng không? Mà không phải là in the gym, in the gym là cái địa điểm thường lệ của fitness class. Nhưng mà this week này này, nó là diễn ra ở sports hall. Vậy có phải sports hall nó sẽ bằng cái cách diễn đạt là somewhere different? Thì ở đây có phải là được gọi là tương ứng hay còn gọi là tương đồng không mọi người? À, các bạn học viên lưu ý cái phần này nhé, cực kỳ quan trọng luôn. Khi mà các bạn giải mã được cái phần kiến thuật làm bài. Mà Miss Mi cung cấp cho các bạn rồi Thì phần Reading Part 1 nó rất là Rất là dễ Không hề quá khó với các bạn đâu Thật sự bởi vì um, Đã gọi là đáp án Thì cái người mà ra đề họ luôn cho mình Một cái con đường Để mình đi đến đích luôn còn những cái con đường còn lại họ chỉ nhá hàng họ chỉ tạo cái cái sự gọi là uh, rối ren trong suy nghĩ nếu mà bạn không có vững được cái bước đi của bạn thôi vậy ở đây mình có được cái chiến thuật lòng bài nó giống như là một nén quầy là một cái con đường chính để mình nhìn vào là mình biết mình xác định là mình đi đâu luôn ok và đây là đáp án a là cái cách diễn đạt nó được gọi là không liên quan này đáp án b thì cách diễn đạt gọi là trái ngược này và đáp án c là cách diễn đạt được gọi là tương ứng hay là tương đồng với cái nội dung ở trong khung thế thì chúng ta đã hoàn thành xong cái bước thứ hai bây giờ chỉ thêm một bước nữa thôi là chúng ta đã đưa ra được cái đáp án luôn thì cái bước này là cái bước gọi là à, giống như là chốt hạ luôn đấy thì bước thứ ba này các bạn thấy không mình sẽ loại trừ các đáp án có cách diễn đạt là trái ngược nè không liên quan này đúng không vì trái ngược hoặc không liên quan thì nó không thể là cái chúng ta chọn được. Và cuối cùng chúng ta sẽ pick up, chúng ta sẽ choose. Chúng ta sẽ chọn cái đáp án mà có cách diễn đạt tương đồng so với nội dung trong đoạn test hay là gần tương đương. Hai cái đều ngang nhau hết. Vì sao gọi là tương đồng hay tương đương? Bởi vì ở đây các bạn phải lưu ý là mình sẽ không tìm cái từ hoặc cụm từ giống nhau. À, Miss Nia không bác lại xíu cho các bạn, các bạn có thể dễ dàng thấy nha. Đáp án A, B, C thì đều có ví dụ đáp án A này, nó có cái từ uh, the fitness class rồi từ half an hour từ this week là những từ hoặc cụm từ giống y hệt so với nội dung trong đoạn test đúng không? Nó có đề cập đến đấy nhưng mà khi mà chúng ta ghép lại tất cả cá cái nội dung với nhau thì nó sẽ ra có cái gì được gọi là không liên quan đấy mọi người thấy rõ điều này không nào? Hoặc là đáp án B có từ fitness nè có từ next week y hệt như cái đoạn test luôn nhưng mà nó khả năng cũng không thể là đáp án bởi vì, vì cái cách diễn đạt nó là được gọi là trái ngược luôn Alright. Còn đáp án C cũng có fitness class nè Cũng có this week nè Nhưng mà có thêm những cái từ khác nữa Vậy quan trọng là ngoài những cái từ Y hệt như đoạn test Thì những cái từ Những cái cách diễn đạt còn lại Mới là cái quan trọng để giúp cho chúng ta Là chọn hay là không chọn Món chốt nó nằm ở chỗ đó nữa ha cho nên các bạn nhớ là write down ghi chép lưu ý cái phần này để mình học một lần và mình nhớ mãi mình vận dụng cho tất cả các cái đề của phần reading part one luôn ha alright rồi câu bác trở lại cái bước thứ ba nè là bước thứ ba lúc nãy chúng ta nắm được là loại trừ cái gì loại trừ cái trái ngược loại trừ cái phần không liên quan chọn cái gì chọn cái có cách diễn đạt tương đồng tương ứng ok và lưu ý ở đây là cái tương đồng tương ứng không phải là cái từ giống nhau đây không tìm cái từ hoặc cụm từ giống nhau mà mình tìm từ hoặc các cái cụm từ mà diễn đạt tương đồng so với nội dung trong đoạn test mọi người có nhớ hồi nãy tương đồng ở đây đó là cái somewhere different nó bằng cái gì The sports hall, đúng không? Đây này, một cái nơi khác, một cái địa điểm khác, somewhere là địa điểm, đúng không? Different là khác. Thì thì nó không phải là in the gym, nó phải là sports hall. Vậy thì đâu phải là đáp án C, người ta phải đưa cái từ y hệt như đoạn test là sports hall ở đây để mình chọn. Nếu mà đưa cái từ y hình như vậy thì làm sao mà có thể chứng minh được cả năng lực đọc, hiểu, phân tích và chọn đáp án chính xác của thí sinh. Is it right? Cho nên là ở trong đề họ sẽ dùng cái cách diễn đạt tương đồng hết á. Và khi các bạn nắm được cái từ khóa là tương đồng, tương ứng rồi thì các bạn vận dụng cái chiến thuật này dành cho cả speak uh, sorry, dành cho cả các phần reading part 2 và những cái phần tiếp theo luôn á tại vì tất cả các cách diễn đạt đều có sự tương đồng ha. Huh chứ không phải là mình cứ dựa vào cái từ mà xác suất giống nhau giống y hệt nhau cái mình chọn đáp án là rất là dễ bị lừa rồi gọi là cái bẫy rất là dễ rơi vào cái bẫy cho nên là hãy luôn luôn có một cái sự tinh tấn và lưu ý rất là kỹ đến các phần chiến thuật làm bài mà Miss Me cung cấp cho các bạn đây là bao nhiêu cái tinh túy bao nhiêu cái bí kíp Miss Me gửi gắm vào cái video bài giảng này hết để giúp cho các học viên của Miss Me là giống như là các chiến binh để các bạn tham gia các bạn thi một cái chứng chỉ vừa giúp các bạn đạt được một cái chứng chỉ tiếng anh giá trị mà vừa giúp cho các bạn có được những cái kỹ năng để mình đọc mình hiểu vấn đề cái quan trọng nhất là sau khi mình lấy chứng chỉ là mình có được cái năng lực tiếng anh thực sự đúng không thì trong cái video bài giảng ngày hôm nay thì bismi là cung cấp cho các bạn gọi là hai in một luôn cho nên nhớ lưu ý cái phần này ha alright rất là hy vọng là vừa rồi bismi đã hướng dẫn các bạn những bước cơ bản là chúng ta có ba bước chính đúng không mọi người bước thứ nhất là mình cần làm gì các bạn nhớ là xem nào Miss Miss sẽ để cho các bạn vài giây để các bạn ngắm lại nha. Cảm lại xem là hồi nãy cả number 1, step 1, bước đầu tiên thì mình làm gì nhỉ? Ok, có phải là mình sẽ uh, gạch chân những cái ý chính để mình tổng quát cái nội dung chính ở trong cái đoạn test đúng không? Ok, là mình xong cái bước 1 nha. Mình xong cái step 1 nha. Rồi what's step 2 là qua cái bước thứ hai. Thì cái bước thứ hai này bắt đầu mình chuyển sang đáp án A B C Right. vậy thì ABC này mình sẽ uh, phân tích là đáp án nào nó có cái nội dung tương ứng hay là tương đồng với nội dung trong đoạn test hay là có những cái đáp án mà nó mang cái nghĩa được gọi là trái ngược luôn trái ngược hoàn toàn hoặc là thậm chí không hề liên quan đến nội dung đoạn test thì chúng ta sẽ phân tích tất cả đáp án ABC đầy đủ rõ ràng chi tiết nhất có thể ok và sau khi mà mình hoàn thành xong step 2 thì cái step 3 là cái bước thứ ba này giống như là một cái bước mà gọi là như lúc nãy Miss Mi có nói cái từ vui vui gọi là chút hạ đó là mình ấn định cái nào luôn ấn định với cách nào mình loại trừ cái đáp án mà có nghĩa trái ngược hoặc là không liên quan để rồi mình chỉ chọn cái đáp án có cách chỉ đặt tương đồng thôi và mọi người nhớ không tương đồng thì sẽ như thế nào Dạ yeah, tương đồng thì các cái từ nó không phải là mình dựa vào cái từ mà giống nhau OK, mà mình phải dựa vào từ hoặc là cái cụm từ mà có cái cách diễn đạt tương đồng nhau. OK, ví dụ như uh, có một cái động từ uh, là từ like hoặc là từ love là yêu, thích đúng không? Thì trong cái động test người ta đưa ra từ like thì uh, ở trong đáp án ABC mình phải uh, phân tích những cái đáp án nào mà nó có những cái từ gọi là tương đồng. Ví dụ như từ là uh, fancy thích này hoặc là I'm interested. Tôi rất là mê nó say mê interest interested rồi uh, từ gì nó enjoy prefer đó là những cái từ mà nó mang nghĩa nó mang nghĩa tương đồng nhau nhưng mà cái cái mặt từ Các cái từ thì nhìn nó khác nhau Nhưng nó cùng nghĩa, nó tương đồng cái nghĩa với nhau Đấy, đó mới là cái mấu chốt để các bạn quan tâm Ok, được vậy nào Vậy thì đây Bây giờ Miss Mi sẽ phân tích Cái đề lúc nãy là Bước một chúng ta phân tích đầu test bước 2 chúng ta phân tích đáp án a b c bây giờ bước 3 là chúng ta chọn đúng không thì sau khi phân tích bước 2 rồi thì các bạn thấy đây đáp án uh, a b c thì rõ ràng chúng ta nên chọn đáp án là c bởi vì sao somewhere different nó sẽ bằng in the sports hall đấy hai cái ý này tương đồng nhau vậy bước thứ ba là cái bước khỏe nhất <laughs> cái vất vả là dành cho step 1 và 2 rồi có step 3 thì khá là dễ dàng để chúng ta ổn định nha chỉ cần loại loại trừ đi thì cái còn lại là tương đồng thì chúng ta chọn thôi ok thế thì vừa rồi Miss Mi đã hướng dẫn cho các bạn tất tần tật về phần chiến thuật làm bài thì bây giờ chúng ta đến phần luyện tập thôi giờ là cái phần mà chúng ta gọi là ra chiến trường cùng nhau luôn ha thực chiến cùng nhau luôn thì đề Miss Mi pick up Miss Me, Miss Mi Me chọn sẽ là reading part 1 number one trong cái cuốn sách số 1 và các bạn hãy mở file cuốn sách số 1 lên để mà cùng làm, làm bài với Miss Me, ha. Rồi lúc nãy thì cái cuốn sách số 1 á, thì Miss Me đã lấy cái đề number one, cái đề số 1 để Miss Me phân tích cho các bạn ở cái phần chiến thuật làm bài rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu number two luôn ha. Vậy trong cái number two này thì mọi người nhớ không? Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ phân tích nội dung trong đoạn test, right? Và đoạn test sẽ như thế nào đây? Tara là à, tên của một người đúng không? Rồi ở dưới cái đoạn test này có một tên nữa sẽ là Jesse. Vậy thì các bạn phải xác định được nếu mà trong một cái đoạn test mà gồm có hai cái tên thì mình phải xác định là ai là người gửi và ai là người nhận. Thì phải chăng thường mà mình viết thư thì mình 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 sẽ viết thư cho ai đó đúng không? Ví dụ như Miss me thân mến, <laughs> viết xong rồi. Rồi bắt đầu mình ký tên ở dưới Thì có phải là cái tên mà ở dưới cùng cái lá thư Sẽ là cái người viết Phải không nào? Phải Daisy là writer Là cái người mà viết ra cái đoạn test này Và Tara là người nhận Rồi mọi người phải phân biệt được hai cái này đã ha Thế thì Daisy viết cho Tara để Đề cập đến cái nội dung chính gì Thì chúng ta phân tích ở cái phần step one là bước số 1 We've run out of coffee The coffee là cà phê Mà run out of Thì cái cụm động từ này được gọi là không còn cà phê nữa có nghĩa là hết cà phê rồi Tara, chúng ta hết cà phê rồi can you get some at the supermarket à cái từ get này này nó bằng cái từ buy là cái từ mua các bạn this one wait can you get some có là can you get nó sẽ bằng từ buy bạn có thể gọi là get là, là lấy mà mình mình đi đến cái siêu thị mà mình lấy mà mình không trả tiền thì không thể nào đúng không cho nên thật ra cái get này là lấy lấy cái nghĩa là mình mình lấy cái, cái 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 cà phê đó, sau đó mình đi tính tiền rồi mình mang về đó. Vậy thì can you get some some, thì some ở đây nó đại diện cho coffee nha các bạn. Bạn có thể mua một ít cậu có thể mua một ít uh, at the supermarket tại uh, siêu thị. When you are là sẽ viết tắt là your. Okay. So when you're come back from college this afternoon. Vậy thì ý của daisy muốn nói với ra là à cà phê của chúng ta là chúng ta hết cà phê rồi thì cậu có thể mua một ít tại cái siêu thị khi mà cậu đi học về không đây cả một cái câu dài dòng như vậy thôi nhưng nó có nghĩa là đi học về thì sao bạn thấy không when you're coming back là đi về from college là từ cái trường 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 cao đẳng đúng không rồi this afternoon là trong buổi chiều ngày hôm nay à, nói chung là đi học đi về từ trường có là đi học về vào buổi chiều hôm nay I'll pay you back tomorrow. À, Tớ sẽ gửi cho bạn, uh, pay, pay là gửi trả tiền á, tớ sẽ trả lại cái tiền uống cà phê á cho bạn vào ngày mai. Ok, rồi sau khi mà mình phân tích á, thì sẽ có những cái nội dung như thế nào đây? Những cái nội dung chính nào? Bây giờ cái we run out of coffee thì chúng ta cần gạch chân không? Cần không? Đó, no. yeah không nhất thiết phải gạch chân cái phần run out of coffee nó chỉ mới là một cái ngữ cảnh để chúng ta đi vào phòng trọng tâm thôi can you get some at the supermarket when you coming back from college this afternoon thì cái quan trọng nhất là get some you can you get some đây cái đoạn này là là nhờ bạn mình mua vậy thì Daisy nhờ ai Tara mua cái gì mua cà phê đúng không trên cái đường đi học về this afternoon là vào chiều chiều ngày hôm nay Vậy là nó vẫn rơi vào cái today ngày hôm nay đúng không? Nhưng nhưng mà Daisy là ai này ai ai là đại diện cho Daisy đúng không? Vậy Daisy sẽ pay sẽ trả vào ngày mai. Uhm, mua thì nhờ mua hôm nay nhưng khi nào trả ngày mai trả. Rồi mình nắm được hai cái điểm chính ở trong cái phần test này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang step 2 bước thứ hai. Vậy thì mình sẽ trước khi phân tích đáp án ABC thì các bạn lưu ý đề nào mà nó có xuất hiện cái câu như vậy này cái câu mà in đọc như vậy nè thì mình phải đọc rất là kỹ. So what should Tara do? Và Tara còn làm gì? Vậy Daisy nhờ Tara đúng không? Thì theo các bạn Tara còn làm gì? Đáp án A. Buy coffee tomorrow. Vậy buy coffee hợp lý không? Hợp lý không? Có nghĩa là cái buy coffee đó mọi người. Nó là cái cách diễn đạt tương đồng so với cái get some mà nãy Miss phân tích này. Đây nè, hai này bằng nhau đúng không? Đây mua này, mua cà phê này. Rồi, vậy thì khả năng chúng ta chọn phải không? Nhưng yeah chỉ có một từ thôi một cái con sâu làm rầu nồi canh luôn mọi người một từ thôi mà nó đã khiến cho đáp án A rất là khó để chọn hầu như là con số không để chọn bởi vì nó có cái từ tomorrow là vào ngày mai mua coffee mua cà phê thì đúng nhưng mà lại đưa thêm một cái từ thời gian đó là ngày mai vậy ngày mai vậy, vậy thì cái từ cái từ tomorrow này mọi người cái từ tomorrow này có xuất hiện trong đề đúng không y hệt luôn nhưng mà trong đề á khi nào tomorrow tôi là Daisy á, Daisy sẽ trả tiền vào ngày mai nhưng mà mua là mua vào chiều hôm nay. Còn đáp án A là mua cà phê nhưng không phải là chiều hôm nay thì chúng ta chọn rồi. Vô tình nó lại là từ tomorrow chứ không phải là từ this afternoon. Cái gì mà liên quan tới today. Ở đây mà thay thành cái từ today, thành cái từ mà ngày hôm nay á, thì khả năng chúng ta sẽ chọn rồi. Tại vì diễn đạt nó quá là tương đồng đi. Tự nhiên đưa cái từ tomorrow vô là chúng ta sẽ sao? À, dễ dàng loại trừ đáp án A luôn. ha khi mà chúng ta phân tích, chúng ta sử dụng cái bước số 2 và bước số 3 là chúng ta học cái phần chiến thuật làm bài đúng không? Còn quá trình mà khi các bạn thực hành cùng Miss Me luôn thì à, chúng ta sẽ cùng nhau gọi là có cái sự kết hợp giữa bước số 2 và cái bước số 3 kết hợp nhau luôn. Tại vì khi mình đã thấy nó quá trái ngược, nó quá vô lý đi, thì chúng ta loại luôn không để làm gì nhìn nó sẽ rất là rối con mắt đúng không? Và đáp án A, các bạn có đồng ý với Miss Me là chúng ta loại trừ luôn không? loại luôn nhé bởi vì nó sao hoàn toàn sai và đúng không nào đấy rồi chúng ta loại đáp án a này rồi bây giờ đến đáp án b go shopping on her way home thì go shopping là đi mua sắm đúng không đi cái cái go shopping này có phải là nó bằng với cái việc mà uh, at the supermarket không là đến đến siêu thị mua sắm không thì đây là các chuyện đặc tương đồng phải không nào rồi on her way Hey, on her uh, on her way home là trên đường về nhà thì nó bằng cách diễn đạt là You're uh, your coming back from college this afternoon đấy nó bằng cái phần mà uh, come back from college này, này, này là trên đường đi học về là hai cách diễn đạt quá là tương đồng luôn nhưng tại sao họ không hề đến họ không hề đề cập đến cái từ coffee của cái đáp án B nhỉ. Đó là cái phần chúng ta suy nghĩ đúng không? Nếu là Miss Me thì dĩ nhiên, sure, với Miss Me nhìn sẽ biết đáp án B là chọn hay không luôn á. Nhưng mà có phải đâu đó một số học viên của Miss Me khi mà các bạn nhìn vào cái câu này thì cũng sẽ suy nghĩ là à, câu shopping đúng, đúng là đi siêu thị nhưng chưa chắc là mua cà phê. Còn cái đoạn sau là giống y hệt rồi và cái này phải tầm mình đang phân vân là 90% không? cũng không biết là nên chọn hay không thì mình cứ để đó thôi các bạn ha. Tại vì ở đây mình có sự kết hợp giữa bước số 2 và bước số 3 mà. Thì đối với cái trường hợp mà nó đang lượng tính đó, Cái nghĩa là mình không biết là chọn hay không Mình không đủ 100% Để mình xác định là đáp án đó mình chọn Thì mình cứ để im như vậy Để làm gì? Để mình phân tích đáp án còn lại Bởi vì khi mà các bạn phân tích đáp án còn lại Thì các bạn lấy cái đáp án còn lại đó Các bạn đưa lên bàn cân Các bạn so sánh giữa đáp án còn lại Với đáp án vừa rồi Ví dụ như ở đây đáp án A chúng ta loại đúng không Thì các bạn xem đáp án B là được 90% rồi và các bạn phân tích đáp án C đi, nếu đáp án C mà cái khả năng mà tương đồng của đáp án C so với đoạn test là 100% thì dĩ nhiên chúng ta chọn đáp án C đúng không? Nhưng mà đoạn C có thể là không đề cập đến hoặc là cái xác suất của nó đề cập cái 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 xác suất mà được gọi là tương đồng đó. chỉ có một từ mà có cái sự tương đồng còn lại thì không thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không bác lại cái B rồi chúng ta chọn đáp án chính xác. Is right? Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích đáp án C luôn Được không nào Rồi đáp án C này Give Daisy là ai Tara sẽ đưa cho Daisy some money Tara sẽ đưa cho Daisy Some money Là sẽ đưa cho Daisy tiền To go to the supermarket Is it right? Phải không? Cái phần này thì mà đọc xong kia là mình 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 rất là surprise, mình rất là bất ngờ đúng không? Tại vì ở trong đoạn test không hề đề cập đến cái việc mà Tara nên làm gì? Tara nên đưa cho Daisy tiền để mà đi siêu thị có không mọi người yeah that's nothing không hề không hề có cái ý của đáp án C trong cái đoạn test này nếu mà nhắc đến tiền đó nó là nó bằng từ pay này nè is it right? nhưng mà cái tiền này là ai đưa ai đây gì phải đưa cho Sarah chứ đây gì phải trả tiền cho Sarah vào ngày mai bởi vì đây gì là nhờ Sarah mua uh, cà phê vào chiều ngày hôm nay mà Nhưng mà ngày mai mới trả tiền Và đáp án C chúng ta sẽ như thế nào đây Thấy là không còn một cái điểm tin để hy vọng nào nữa rồi. Cho nên cái cuối cùng chúng ta sẽ chọn là đáp án. Đi. Go shopping on her way home. Vậy thì đối với câu số 2 này chúng ta lại thấy một cái kinh nghiệm nữa. Đi vào chi tiết. Lúc đầu Miss Me chỉ cung cấp cho các bạn những cái chiến thuật làm bài cơ bản nhất để các bạn dựa vào đấy các bạn phân tích. Còn khi mà chúng ta trải qua chúng ta chiến đấu với rất là nhiều mặt trận trên chiến trường thì chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm để đối đầu với à, à, gọi là địch thủ của mình đúng không? Thì cái đáp án B này nó đại diện cho một cái phương diện đó là không nhất thiết phải đề cập đến đúng cái từ ở trong đoạn test đâu. Ở đây là nhắc đến coffee đúng không? Nhưng ở đây không hề có nhưng mọi người ạ à, nó mang cái nghĩa tương đồng nó mang cái nghĩa bao phủ luôn. Là giờ cả ba đáp án chỉ có cái đáp án B là đi đi mua sắm thì đi mua sắm trên đường về nhà thì phải hiểu là mua cái gì ở trong này mua cà phê. Bởi vì A và C là chúng ta loại rồi không hề không hề có cái cái gọi là nội dung tương đồng 100% so với trong này thì chúng ta thấy cái 90% này bởi vì chúng ta đang e ngại. Và sau khi loại đáp án C thì chúng ta phải copy áp quay trở này phải là 100% tại chẳng có đáp án nào mà nó 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 tầm là lưng chừng như vậy hết đó. Khi mà chúng ta đã chốt rồi thì thì cho nó thành 100% luôn, đã sổ Thế thì cái câu số 2 vừa rồi Miss me phân tích như vậy, hy vọng là các bạn có thể nắm được nhé. Còn nếu các bạn có thêm thắc mắc gì thì sau cái video bài giảng thì các bạn cứ inbox Miss me để Miss me hướng dẫn thêm nha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ À, bắt đầu với cái câu tiếp theo là câu số 3. Rồi, tiếp tục. Step 1, bước đầu tiên. Rồi mình sẽ nhìn cái nội dung trong cái khung này ha. Thì các bạn lưu ý là ở trong khung đó, thì có những cái đề mà người ta để cái người ta để cái từ in động như vậy rồi người ta để cái từ in hoa như vậy các bạn cũng không cần phải dịch ra làm gì đâu các bạn chỉ lấy nguyên một cái từ hoặc cái cụm từ đó các bạn bê nguyên rồi các bạn đưa vào đọc thôi ví dụ bank opening hours. Rồi, Monday uh, from Monday to Friday. Cái cách viết này là từ Monday đến Friday là từ thứ hai đến thứ sáu. Và từ thứ hai đến thứ sáu thì mình translate ra tiếng uh, uh, mình, mình translate cái Monday đến Friday mà từ thứ hai sang thứ sáu á, uh, thì nó nó bị mất một nhịp nó 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 nó, nó trễ lắm mọi người cho nên những cái như là thứ ngày hoặc các tháng thì các bạn cứ để im như vậy rồi. Rồi, từ Monday đến Friday thì cái thời gian sẽ là 9 a.m. to 5 p.m. Và cái này chúng ta cần phải nắm là, là hiểu là phải dịch ra là a m. là thời gian vào khung thời gian vào buổi sáng đúng không? p.m. là khung thời gian vào buổi chiều. Vậy thì từ Monday đến Friday thì thời gian sẽ là 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhưng Saturday là vào thứ bảy thì cái thời gian sẽ là 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa. AM thì vẫn vẫn là buổi sáng thì, thì thì thì, cái 11 giờ mình hay cái 11 giờ trưa thì cái AM nó sẽ từ uh, 1 giờ sáng đến 12 giờ trưa là AM. 1 giờ chiều đến 12 giờ đêm được gọi là PM. Alright, các bạn nhớ lưu ý phần này ha. Vậy thì the cash machine. The cash machine là cái máy cái máy gì các bạn? Cái máy uh, gì đây? ATM đúng không? Cái máy mà mình rút tiền đó Outside là cái máy rút tiền bên ngoài is in use 24 hours thì sẽ được sử dụng là trong vòng 24 giờ nhưng 24 giờ cái này là đang nói chung chung đúng không? Đây cái cái bank open hours là cái thời gian này nhưng mà đối với cái machine cái cash machine outside thì được sử dụng là 24 giờ luôn các bạn cần lưu ý cái phần đó ha. Bây giờ chúng ta phân tích đáp án A này. You can go into the bank on Saturday afternoon. Anh thấy không? này bây giờ cái Monday, Friday là 9 am to 5 pm là 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Rồi cái Saturday là 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa là nó vẫn nằm cái khung vào buổi sáng, đúng không? Vậy thì đáp án A là bạn không thể you can't go into the bank. Không thể đến ngân hàng on Saturday afternoons. Tức nào không thể đến ngân hàng vào Saturday đây, Saturday cái từ trọng điểm là đây đúng không? Rồi afternoon là vào buổi chiều hợp lý không vậy bây giờ xem buổi chiều này tại vì bên này là 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa là nó nằm cái khung vào in the morning đúng không rồi như nãy Miss Mi nói là từ 1 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm được gọi là PM là nó sẽ bằng vào afternoon vậy Và thì bên này là ngân hàng mở cửa vào 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa thì nó sẽ tương ứng với cái điều là bạn không thể nào đến ngân hàng vào cái buổi chiều thứ bảy đó đúng không thay vì người ta nói một cái dạng khẳng định là bạn có thể đến ngân hàng vào Saturday morning à, là vào buổi sáng thứ bảy mà người ta lại kêu là bạn không thể đến ngân hàng vào buổi chiều thứ bảy ừ, Vậy cái lần này mình sẽ lưu ý thêm cái phần mà phủ định với khẳng định nữa ha alright và các bạn thấy là đáp án a là các chuyện đạt khá là tương đồng đấy Is it right? mm, 9 giờ đến một giờ sáng thì nó sẽ có cái dạng tương đồng là không thể đến bàn vào buổi chiều điều này là điều hiển nhiên cho nên chúng ta sẽ có cái phần tích vào đây trước nha ấy mình ưu tiên cho đáp án A trước luôn tại vì thấy nó quá quá là tương đồng luôn rồi. Nhưng mà mình không có sự chủ quan nha các bạn. Thậm chí các bạn thấy là 101% xác suất rất là cao cho đáp án A nhưng hãy cứ phân tích đáp án B, đáp án C rõ ràng để làm gì? Để khiến cho mình cảm thấy thực sự hài lòng và thực sự tin tưởng vào sự chọn lựa, lựa đó luôn. Chứ nhiều khi mình thấy đáp án A thì À, mình lại có một cái góc nhìn như vậy rồi đáp án bc mình không nhìn hết đó, lỡ may mà mình 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 cái cái nhìn nhận của mình nó không thực sự quá chính xác như mình nhận định thì sẽ rất là tiếc để làm nhỡ mình miss đi một cái correct answer thì cái điều này là cái điều không nên trong quá trình thi có nghĩa là khi mà các bạn tham gia thi hoặc là thậm chí các bạn luyện tập ở nhà đó thì hãy nâng cao cái sự cẩn thận của mình nha rất là cẩn thận luôn để làm sao mình mang đến một cái hiệu suất cao nhất cho các phần thì All right. All right. vậy thì bây giờ đáp án b thì sao the cash machine y hệt luôn đúng không cái từ giống y hệt luôn đấy mà các bạn nhớ là thường thường mà người ta đưa cái từ y hệt như vậy thì nó hay là cái chúng ta sẽ không chọn tại vì càng nhiều từ giống y hệt thì chúng ta sẽ à, sẽ, sẽ sẽ khó mà chọn được ừ. mà nhiều cái cách diễn đạt mà cái từ nó không giống y hệt nhưng nó lại là cách diễn đạt tương đồng thì thường cái đó mới là cái đáp án vậy đây là cash machine bằng bên này luôn can only be used when the bank is open. Này, các bạn nhớ cái từ only không? Mấy cái từ mà only mình mình hay bị né nó đi nha. Gọi là mình 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 bị ở đây á, mình đưa từ bị ở đây là mình hay bị rơi vào trường hợp nên né nó đi luôn. Vì nó cứ only 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 là nó là cái sự giới hạn cho cái sự chọn lựa của mình cho nên thường nó sẽ là cái bẫy để giúp cho những bạn nào mà những cái bước đầu bạn chập chững trong cái phần reading part one thì bạn có thể note cái phần này lại để bạn lưu ý ha rồi chỉ được sử dụng khi mà cái bank open đúng không này khi cái bank open thì nó chỉ được sử dụng lúc đó thôi nhưng mà không hề đúng không bên đây cái the, uh, the, cash machine outside is in use 20 hours là 24 trên 24 luôn 12 giờ đêm sử dụng cái gì cái uh, máy rút tiền ha và 12 giờ đêm ở bên ngoài vẫn được luôn, đâu có sao đâu cho nên đáp án B chúng ta sẽ loại. Còn đó đáp án C thì sao? The bank closes at the same time every day. Is it right? Thứ hai, Monday to Friday Thời giống nha. Ok, thừa nhận luôn. Nhưng mà cái Saturday thì nó hơi đặc biệt một xíu, cho nên không thể nào mà close đóng mà at the same time every day. Thì các bạn học cái cách diễn là at the same time luôn đi là vào cùng một lúc. Nếu mà cái Saturday nó đi vào đây luôn Là from Monday to Saturday luôn Thì cái câu C này đúng Nhưng ở đây chỉ có from Monday to Friday Còn Saturday thì là ngoại lệ Thì đáp án C chúng ta không chọn Vậy thì cuối cùng Điều này chứng tỏ là đáp án A Là cái được gọi là the correct answer Là cái câu trả lời chính xác mà Chúng ta cần lưu ý Chúng ta cần chọn thiết hợp nó luôn Rồi các bạn thấy cái quá trình Mà chúng ta phân tích cái phần reading này không <laughs> trong những cái bước đầu tiên phân tích là nó hơi nhiều cái cái phần mình cần lưu như vậy nhưng mà khi quen rồi á, nó cũng sẽ đơn giản cho các bạn nhiều lắm rồi bây giờ tiếp tục cái câu số 4 này nghe ok rồi câu số 4 này ai gửi cho ai mom gửi cho max rất là rõ đúng không cứ nhớ là cái tên mà ở cuối sẽ là cái người viết và gửi cho cái tên ở đầu tiên sẽ là người nhận vậy mom viết cho max để nói điều gì đây there's a problem with the shower À có một cái vấn đề Có một cái vấn đề đối với cái shower Là cái vòi Cái vòi hoa sen mình tắm á Cái vòi tắm của mình á You can't Đấy các bạn lưu ý cái phần phụ định nha You can't use it Unless you want a cold one Con Tại mâm là mẹ đúng không Max là là Mình sẽ đoán là sẽ là con rồi Vậy thì con không được sử dụng nó Là không được sử dụng cái shower Cái, cái shower này nè Unless là trừ khi à, từ nào không biết thì các bạn cứ đâu vô học thôi hả trừ khi you want a cold one Lấy cái one này sẽ thay thế cho shower nghe mọi người phải a cold one là a cold shower là cái vòi hoa sen mà cái phần nước lạnh á ừ, thường cái vòi hoa sen à, thì nó sẽ gồm có phần nước nóng và nước lạnh đúng không thì nó có problem có nghĩa là nó có có vấn đề mà vấn đề là nó không có hoạt động một cách chỉnh chu nữa nó không có hoạt động một cách bình thường nữa vậy thì trừ khi con sử dụng cái lạnh cái 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 phần lạnh. Vậy thì mình đoán xem là cái phần nóng là chắc là bị hư rồi. Is it right? Rồi tiếp theo nè. Someone's coming to fix it. À, sẽ có ai đó, sẽ có ai đó, ai đó là cái người mà sửa đó, cái người mà sửa cái um, bên uh, cái shower cho mình ha. Thì có khả năng là mẹ sẽ gọi cái người đó thì sẽ có ai đó đến sửa fix it this afternoon là chiều hôm nay thì sẽ có người đến sửa cái shower. So, do vậy, it'll be okay tomorrow. Do vậy, ngày mai thì nó sẽ ổn. Vậy thì, ngày mai thì cả hot, với cold, cả nóng lạnh đều dùng được bởi vì chiều hôm nay đã sửa rồi thì ngày mai dùng ok. Còn nếu mà cái chiều hôm nay mà con dùng thì con chỉ dùng cái cold được thôi, còn cái hot thì không được. cái Hoặc là cái warm, cái, cái ấm thì không được. Nói chung là chỉ có lạnh thôi. còn cái mà liên quan tới um, nhiệt độ mà 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 nóng với ấm thì thì không thể nào sử dụng Alright, rồi mình nắm được cái nội dung chính ở trong cái đoạn test này rồi đúng không nào? Giờ chúng ta tiếp tục phân tích đáp án ABC. Rồi giờ các bạn thấy là A nè, someone is mending the shower at the moment. Vậy thì someone là nó bằng cái từ này chưa nào? Đây, wait for me. Đấy, someone này. Đây, đó, y hệt luôn. Thì nó cũng chưa quyết định được gì cả. Thì nó giống như vậy thôi. Tiếp tục để xem nào. Mending, Oh my god, vậy quan trọng là phần Reading Part 1 mình cũng phải thêm vocabulary, new words, từ vật nữa không nè. Còn nếu mà từ vựng mà mình rất là hạn hẹp thì cũng khó mà mình có thể uh, chinh phục được một cái chứng chỉ giá trị như là B1 Cambridge hoặc là thậm chí B1 VSTEP cũng như vậy luôn. Hoặc cần chúng ta cần phải có những cái từ vựng nó đạt cái level là B1. Và cái mending ở đây này ha. Các bạn đừng có vội uh, gọi là sử dụng điện thoại để các bạn tra từ cứ để im như vậy Miss có cái bí kíp để chỉ cho các bạn nè someone là ai đó nó bằng bên này ok rồi is mending là mending là cái gì đó mình đặt một cái dấu chấm hỏi ở đây the shower đây là làm cái gì làm cái gì mending cái shower này at the moment là ngay bây giờ đúng không vậy các bạn đoán xem cái xung quanh này là mẹ có đề cọc đến xung quanh này rồi cái gì mà is mending cái shower này nè at the moment thì thì mình phải đoán là xung quanh họ làm cái gì với cái từ shower họ làm gì với cái vòi tắm của mình chắc chắn là phải là sữa đúng không vậy ở đây á, cái từ mending này nó sẽ bằng từ sex đấy các bạn thấy chưa đây là cái cách để mình suy luận mà trong quá trình thi thì mình không thể nào sử dụng từ điển được mà đâu có được mang điện thoại vô đâu vậy thì mình làm sao để mình có thể vượt qua được thì ở đây đây là cách các bạn dựa vào đâu nào dựa vào ngữ cặp. dựa vào cả một cái tình huống này các bạn suy ra các bạn lấy một cái tổng thể nha sau đó các bạn suy ra cái nhỏ xíu như vậy là các bạn biết nó là cái nghĩa gì vậy? và cái men này là sửa theo kiểu mà sửa chữa chắp phá. là nó bằng cái từ fix từ sửa này luôn vậy các bạn nhớ đâu và vỡ là hai từ này bằng nhau fix the meant. ok rồi đáp án B nè. It uh, uh, sorry, đáp án A Miss me uh, uh, chưa 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 phân tích là nó là trái ngược hay là tương đồng hay là không liên quan đúng không? Rồi, ai đó sẽ ở đây người ta dùng cái thì hiện tại tiếp diễn mà các bạn nhớ, hiện tại tiếp diễn ngoài cái việc gọi là đang làm cái gì đó tại cái thời điểm hiện tại thì nó còn sẽ có một cái nghĩa là dự định chắc chắn xảy ra ở tương lai gần có nghĩa là sắp rồi ví dụ ngày mai hay là ngày mốt gì đó hoặc là thậm chí cả chiều nay bây giờ mình đang nói là buổi trưa đúng không mình kêu là chiều nay luôn thì họ sẽ sửa các bạn vậy thì các bạn lưu ý là cái cách diễn đạt được gọi là thì hiện tại tiếp diễn người ta sử dụng trong phần reading part one khá là nhiều nha ở cả hai phương phương diện đó luôn Vậy thì ở đây là à, đáp án a là ai đó đang sửa đang sửa cái gì đang sửa cái vòi hoa sen ha rồi at the moment qua cái quan trọng là cái thời gian nè mọi người at the moment là gì ngay lúc này có không? có phải ngay lúc này ha? this afternoon? yeah, this afternoon đúng không? chứ không phải là ngay lúc này. đó, cho nên là Đông An mình thấy cũng cũng hơi hơi feel feel hơi um, khó khó để chọn đó nghe. rồi mình để im như vậy nha. mình đi ra bóng B xem nào. It isn't possible to have a hot shower this morning. không thể. đây cái cụm này nè. thật là không thể để mà có cái hot shower this morning. bởi vì sao? hiện tại bây giờ là cái shower nó hư đúng không giờ dùng là dùng cái khâu được nhưng mà dùng cái hot thì không được thì sáng nay không được bởi vì sao chiều nay họ sửa thì khả năng nếu mà sửa xong buổi chiều á thì mình dùng được luôn nè chứ không không có cần đến là ngày mai có nghĩa là ngày mai là ok hết luôn nhưng mà thực tế là buổi chiều này sửa xong là là chắc là tối là dùng được rồi vậy thì nó có cách diễn ra tương đồng như hồi nãy Miss Me nói là người ta không cái những lúc đó, cái đáp án họ không phải nói đến một cách trực diện vào đâu mà người ta dùng một cái góc độ khác biến sao khi các bạn kết hợp thấy a à, nó phù hợp chiều nay nè à, à, bây giờ hiện tại bây giờ tôi không dùng được không dùng cái hot được có phải là this morning không là sáng nay nè sáng nay đâu dùng được đâu con dùng thì sao con dùng sao nhỉ hả <laughs> con dùng thì như thế nào thì phải là chiều nay đúng không cho nên là ở đây có phải cách chị đặt là không thể dùng cái hot shower vào sáng nay có nghĩa là khả năng có thể dùng được chiều nay bởi vì chiều nay người ta fix xong là tối dùng luôn luôn rồi ok còn đáp án c thì sao má sẽ phải dùng cái cold shower vào tomorrow phải này sẽ phải phải là giống như kiểu như là phải dùng gì đó dùng muốn hay không phải dùng tại vì có cái 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 cái, cái, hot shower thì nó hư rồi nhưng mà không 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 phải tomorrow mà tomorrow là ok tomorrow thì ngày mai dù là có hot hay là cái cold thì chúng ta dùng cái nào cũng được vậy thì đáp án c nó đúng ở cái vế bên này có đề cập đến nhưng mà nó sai ở cái từ thời gian là từ tomorrow vậy thì đáp án c chúng ta loại ngay luôn còn lại a với b thì các bạn nhìn lại xem nào các bạn xem giờ a với b đáp án sẽ là gì đây này cho các bạn 3 giây nha three two one give your correct answer. các bạn có được đáp án trong đầu mình chưa nào giờ miss michelle đáp án cho các bạn này yeah the answer is B. Đáp án chính xác là B. Vậy thì các bạn quay trở lại đáp án A này. Đáp án A nó đúng cả từ cái đoạn mà someone is made in the shower. Được chưa này? Là ai đó à, đang sửa cái shower này nhưng cái thời gian phải là this afternoon. N nó, 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 phải liên quan tới cái gì liên quan vào buổi chiều thì được. Còn at the là ngay lúc này thì đâu có được buổi chiều có sửa mà. Cho nên chúng ta loại đáp án A đi luôn. Ok. Còn B thì không bác trở lại, không thể nào mà sử dụng cái shower vào buổi sáng được. Vậy thì cái câu số 4 này thêm một lần nữa các bạn cần phải lưu ý là có những lúc mình chọn đáp án không thể nào mà cứ khư khư là nó phải thực sự giống giống tương đồng như bên kia mà ta dùng một cách diễn đạt khác là một cái dạng phủ định hoàn toàn. À, ví dụ như là cái ngân hàng đó hồi nãy có ngân hàng đúng không? Ngân hàng mà nó mở vào buổi sáng thì có nghĩa là bạn không thể đến ngân hàng vào buổi chiều. Đấy đấy, kiểu như vậy ha. Cho nên các bạn phải lưu ý những cái phần được gọi là phủ định giống như trường hợp câu 4 này Về cái câu trước đó luôn. Alright. Rồi, câu cuối cùng ha, câu số 5. Trong cái phần luyện tập của video bài giảng ngày hôm nay của chúng ta. Alright. Đây, câu số 5 nào. Vậy thì uh, tiếp tục ở đây có hai tên đúng không là Henry và Mir vậy Henry viết cho Mir để làm gì đây I might be late for the band practice tonight là tớ tớ là ai Henry đúng không tớ có khả năng là tối nay tớ trễ đó trễ cho cái gì the band practice tonight cho cái buổi uh, luyện tập ban nhạc vào tối nay I usually get the bus thường 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 thông thường thì tớ sẽ bắt cái xe bus để đi thường thường tớ sẽ đi xe bus. But nhưng, there are a lot of there are lots of delays this week. Nhưng mà tuần này thì có rất là nhiều cái delay có nghĩa là trì hoãn, nó là trễ các bạn. À có thể là cái lượng khách rất là nhiều, cho nên tuần này là cái delay là trễ. À, các 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 cái chuyến xe đó, ví dụ như cái xe buýt mà đi từ cái nơi A à, được chưa, đi từ nơi A đến nơi B là sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ thì thường là khách người đông rồi xe cộ giờ cao điểm ha, hoặc là tới những cái dịp như là à uh, đây là this week này, tuần này có thể rơi vào uh, cái tuần mà tuần những cái ngày lễ đi là người ta hay đi ra ngoài nhiều, đi chơi nhiều. Đấy thì sẽ rất là nhiều traffic phương tiện giao thông uh, nhiều uh, nhiều cái uh, traffic là gì mọi người? Uh, giao thông đó, thì nó sẽ dễ bị tắc nghẽn cho nên là delays. Do vậy see you later các bạn sao nhé. Vậy thì Henry muốn nói với Mia điều quan trọng nhất là yeah, Henry sẽ khả năng là sẽ bị trễ cho cái buổi luyện tập vào tối nay. Thế rồi, vì sao trễ? Vì khả năng là có nhiều cái delay cho cái việc đi Ok, rồi. Bây giờ các bạn xác định cái nội dung bên này không? Ha. Why has Harry written the test? Tại sao Henry lại viết cái test này? Đây, để làm gì đó bằng A? À? To warn Mia that he might not be on time cái one là giống như là để à, cái từ mà quen thuộc của mình giống như là để à, cảnh báo cảnh báo có nghĩa là nhắc trước các mọi người để không nè để cảnh báo mia là nhắc trước mia là à tớ là tớ không thể nào mà đi đúng giờ có nghĩa đi trễ đó mọi người thấy cách diễn hơi tương đồng cho đây này đây cái cục này đúng không thì nó sẽ bằng cái cục bên này moripili đây may not be on time on time là đúng giờ mà not on time là không đúng giờ thì nó bằng là trễ cho nên là đáp án a là xác suất rất là cao nghe mình tích nhẹ đây cái rồi mình cái để đó ha rồi đáp án b till uh, Henry viết để làm gì till là để cả ba cái từ till này có nghĩa là để hết nha rồi để remind là nhắc nhở cái này là giống như là là thông báo thông báo các bạn thông báo thông báo này cảnh báo này có nghĩa là nói trước được chưa nói trước nhắc trước còn cái remind này là nhắc nhở cái điều gì mà đã đề cập đến rồi là nhắc nhở Mia về cái delay của cái cái buses là nhắc nhở Mia về cái việc mà sự trì trệ của các cái chuyến xe bus trong tuần này thì chẳng cái gì nhắc nhở cả có đề cập nha cả cái cụm này luôn ha là đề cập y hệt như là cái cụm phía bên này luôn nhưng nhưng mà không có cái cách diễn đạt để gọi là nhắc nhở Mia cái gì hết đó. Ví dụ như, Mia ơi, là ngày mai có cái... Uh, Mia ơi, ngày mai có cái buổi uh, concert nè. Nhưng mà phải uh, lưu ý là bắt xe bus, đi xe bus thì đi uh, earlier, sớm sớm nha. Bởi vì có rất là nhiều delays của các cái chuyến xe bus vào tuần này. Đấy, đấy, thì chúng ta mới chọn đáp bắn B là trong cái ngữ cảnh như vậy ha. Còn này thì, nào Ok, rồi đó án xe thì sao? To ask là hỏi. Which bus là cái xe buýt nào? Thường cái xe buýt nó sẽ có cái ký hiệu hoặc là cái tên, cái số đúng không? Thì cái xe buýt nào mà he là Henry này nè, should get có thể đến cái bang process, đến cái buổi luyện tập vàng. Thì không hề đâu có hỏi là cái xe buýt nào, mình không biết là đi đâu để đến ban biết mà. Nhưng chỉ có cái là delay vào tuần này thôi. Cho nên là chắc là trễ. So, the correct series hey, Yeah. Phải thôi, rất là rõ ràng để các bạn có thể dễ dàng uh, nắm được cả nắm được nè rồi vận dụng được nè cho cái phần uh, reading part one nhá ok thế thì uh, vừa rồi miss me trong cái video bài giảng ngày hôm nay thì miss me đã đồng hành với các bạn tất từng tập về ba nội dung chính thứ nhất là gì nhỉ uh, phần 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 gì đây cấu trúc nè cấu trúc phần Reading part one này thứ hai là chiến thuật làm bài của reading part one và thứ ba là phần practice luyện tập của cái đề à, uh, trong cái cuốn sách số 1 thì đề trong cuốn sách số 1 Miss Mi đã hoàn thành hết cái phần riêng part 1 number 1 cùng với các bạn rồi thì nhiệm vụ của bạn là À, uh, làm hoàn thành phần dream part 1 number 2 number 2 và number 3 của trang số 15 và trang số 17 của cuốn sách số 1 Miss Me Show, các bạn rõ ràng như vậy để các bạn follow theo và các bạn hoàn thành nhé và hoàn thành cái deadline của mình ha cứ nối tiếp với nhau thôi. sau cái buổi này thì qua cái ngày hôm sau thì các bạn hoàn thành để hôm tiếp theo Miss Mi sẽ đồng hành với các bạn tiếp tục ha alright so that's all about the lesson today I'll see you for the next lesson bye Nhớ phân đấu luyện tập nhé. Bye bye các bạn nào.